toàn cảnh bóc phốt, bị phốt giữa hot boy Trần Tuấn Di và Nguyễn Hà Linh. Chàng là hot boy, từng đình đám một thời khi tham gia Người Ấy Là Ai. Vợ là hot girl sở hữu body cực cháy. Cả hai va vào nhau, rồi yêu nhau, rồi cưới nhau, và rồi họ đã chia tay. Không nhẹ nhàng êm đẹp, cuộc tình này kết thúc bằng màn bóc phốt vợ cũ đến từ vị trí Trần Tuấn Duy, sau đó là màn phản đem cực gắt đến từ Nguyễn Hà Linh. Vậy ai mới là người thực sự có lỗi? Trần Tuấn Duy, một hot boy đình đám xứ Hà Thành, đã gây sốt cõi mạng một thời bởi ngoại hình cực phẩm khi xuất hiện trong Người Ấy Là Ai. Chính vì sự cực phẩm này mà bao chị em đã phải thổn thức khi chứng kiến màn cầu hôn ngọt liệm tim mà Trần Tuấn Duy dành cho Nguyễn Hà Linh, một hot girl có ngoại hình không phải dạng vừa đâu. Theo đó, vào một ngày tháng 7 năm 2022, Trần Tuấn Duy chính thức cầu hôn vợ cũ. Anh chàng bịt mắt vợ và gây bất ngờ cho cô khi quỳ gối cầu hôn với chiếc nhẫn lấp lánh. Thời điểm này, Nguyễn Hà Linh đã nhận lời trong sự lâng lâng khó tả. Màn cầu hôn cực lãng mạn của Trần Tuấn Duy đã gây sốt một thời trên mạng xã hội. Hầu hết khán giả sau khi xem đoạn clip cầu hôn đều bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình yêu của hai người và khen Tuấn Duy ngọt ngào, chuẩn sát ca ngôn tình. Cuộc sống của họ cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một ngày gần đây, Trần Tuấn Duy bất ngờ thông báo ly hôn, nhưng không phải là một cuộc ly hôn thông thường, anh còn tiện thể bóc phốt vợ cũ. Thông báo, hiện tại tôi và Nguyễn Hà Linh, tức Nguyễn Thị Trang, đã chính thức đường ai nấy đi. Lý do, vợ tôi ngoại tình và hiện đang sinh sống như vợ chồng cùng với một người đàn ông khác. Hiện con gái chung đang được gia đình tôi nuôi dưỡng. Sau thông báo này, tôi và chị Nguyễn Hà Linh, Nguyễn Thị Trang không còn liên quan đến nhau nữa. Chúng tôi sẽ sớm giải quyết nốt chuyện giấy tờ sau. Trân trọng. Những tưởng những chia sẻ này của Trần Tuấn Duy sẽ nhận về nhiều lời đồng cảm, sẽ chia, nhưng anh chàng lại nhận về những dấu hỏi chấm sau màn bóc phốt ngược từ chính người từng đầu ấp tay gối mà anh vừa thông báo đường ai nấy đi. Theo đó, trên trang cá nhân Nguyễn Hà Linh, người này viết: vợ đi làm xa, con để nhà trông, chồng kêu tâm lý ảnh hưởng nên bạn rủ đi chơi. Vợ vừa đi làm vừa chữa bệnh 5 tháng gửi về hơn 300 triệu, chưa tính tiền nhà cửa vợ phải lo hết. Vợ đi bán sắt, chồng đi bán sắt mà cứ nghĩ mình trong sạch. Trước khi chồng đi sang Singapore bán sắt, vợ còn gửi cho 50 triệu và sang treo hoa cho 2 ca Singapore, tức là 37 triệu nữa. Rồi vợ vừa đi làm vừa gửi tiền về cho bố con chi tiêu thì bảo vợ chỉ tiền. Con cái cần tình cảm chứ không cần tiền. Ở nhà đi chơi nhưng lại luôn nói anh thề chưa bao giờ phản bội em. Sang bán sắt cũng thề anh chưa bao giờ phản bội. Và xin đính chính lại là nếu chồng như vậy thì các chị em còn cần nữa không ạ? À? Vợ ngày nào cũng đến bệnh viện chữa bệnh rồi kiếm tiền gửi về, nhưng nhất quyết tao chưa tiêu một đồng nào của mày. Chắc hơn 300 triệu năm tháng con ta sẽ chơi hết. 888 triệu lúc vợ bầu chuyển cho vợ, nhiều lần cãi nhau vẫn nói, sau mà anh và em có không ở được với nhau thì số tiền đó là của em, anh không bao giờ đòi lại. Giờ đòi lên đòi xuống, đòi không được thì mượn danh mẹ chồng nói đó là tiền mẹ chồng cho nên giờ đòi. Sang Singapore làm sao vợ, trước khi sang đã đưa cho 50 triệu, sang support tiếp 2k mà vẫn mượn thêm, không mượn được bắt đầu bóc phốt. Mà xin thưa là con hiện tại đang không cho gia đình em nhận nuôi chứ không phải em bỏ con em nha. Tất cả bằng chứng em còn nguyên nên thích bới cho cả nước biết thì ok em chiều. Ăn bám còn nhiều lời, loại đàn ông như vậy mà còn bắt vợ phải chung thủy, lạy chúa. Đáng nói về công việc ở nước ngoài của mình, Nguyễn Hà Linh cho biết được chồng chấp thuận nên mới làm. Chồng em chấp thuận cho em đi làm, sang đến nơi giây phút cuối em vẫn lo tiền. Em nhận là giờ em có người khác, nhưng bởi vì em ngày nào ở bên này cũng phải đến bệnh viện, tối đi làm ở club để có tiền gửi về cho hai bố con và chữa bệnh. Tiền chữa bệnh bên này không hề rẻ. Chồng ở nhà mỗi lần gọi điện cho vợ đều tiền và kêu ảnh hưởng tâm lý vì trông con. Sau khi vợ lên tiếng tố ngược Trần Tuấn Duy sống bám vào vợ, hot boy Người Ấy Là Ai tiếp tục lên tiếng phản pháo lại. Cả hai cứ thế nói qua nói lại để giành phần đúng về mình, khiến không ít người cảm thấy ngán ngẩm. Hiện tại, Trần Tuấn Duy đã xóa status nói vợ ngoại tình trước đó. Về phía Nguyễn Hà Linh, người này tiết lộ bài phốt ngược bị ai đó chơi xấu nên đã bay màu. Bạn nghĩ sao về những màn bóc phốt qua lại giữa cặp đôi? Hãy bày tỏ quan điểm, cảm nhận của mình để Abyss được biết với nha!